Sau hơn 7 năm thực hiện chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ hơn 112 tỷ đồng cho 11 chủ tàu đóng mới 141 tàu cá có công suất từ 400 CV trở lên. Nhờ chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá này nên đến nay Đà Nẵng đã có đội tàu mới, công suất lớn, trang thiết bị hiện đại để vươn khơi khai thác hải sản, vừa tăng hiệu quả kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ngoài hỗ trợ đóng mới, từ năm 2019 đến nay, thực hiện nghị quyết số 255 của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng cho 489 lượt tàu cá để mua bảo hiểm thân tàu, thiết bị giám sát hành trình.